Rồi, Mitsuma T30 nha mấy bác nha. Bên em mới nhập về cách đây 2 ngày. Cũng đang dọn dẹp lại cái ống ánh ở lung tung. Cho đâu vào đó, bên nhập mới về thì chưa đâu vào đâu hết. Đang dọn dẹp nha. Một T30. Còn một nắp kính bằng của nó bên đây nữa này. Em chỉ gá một bên lên cho nó nhìn cho nó ra hình thức tí cho mấy bác coi thôi. Nắp kính bằng bên đây thì cũng có luôn rồi. Một T30 nha. Hai nắp hai bên đó. Rồi, giá một bên là được rồi. Cần giao mấy cầu, nó cầu bị quẹo nha. Nó quẹo hẳn cái phần này xuống, bên em sẽ nắn lại cho mấy bác. Chặn lực ti luôn nha. Con này mới keng nó. Rất là đẹp nữa nữa nha. Con mà T30. Bác Quảng Ngãi đang yêu cầu em, kêu em cho coi con này. Bác có thể nó coi cái ti của nó đi. Đây là nó bị ố nha. Những cái vết này là vết ố hay vết bùn nhỉ, chảy xuống. Chúng là rất là đẹp. Lốp trước nứt ra nha. Lốp trước nứt sơ sơ, chạy lốp 8-16. Lốp sau thì mới luôn rồi, chạy 1.2-28. Đang dọn nha. Hôm qua lẽ ra quay video nhưng đang dọn này. Rất có thể đón coi video em đang dọn nên là nhiều khi không làm cho cụ thể được. Và có một bác thì da bẩn của nó đầy đủ hết, nằm chỗ đây này. Vừa lột nó ra, lau chùi sạch sẽ, bùn đất nó bám trong ấy thì phải làm sạch sẽ hết. Cho đâu vô đó thì mấy bác còn mua. Qua nó bám trong đất không, giờ bắt đầu bên em phải cậy ra, mở tung nhà náo ra luôn, làm cho sạch sẽ, rất là đẹp nhé. Miễn bàn đợt từ cho mấy bác coi động cơ em nó luôn. Yên tâm là đầy đủ hết á, nhà náo quần nó đầy đủ hết, yên tâm 100%. Lớp sau gần như là mới đây, phải là mới. Lớp bãi, lớp nghĩa để nhật, nứt răn 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 rồi. Một bên nứt, một bên không nha. Do bên này bị phơi nắng nhiều hơn này. Còn đâu à, đẹp. T30. Do có một bác yêu cầu ghê quá, ngày nào gọi điện yêu cầu em làm con này thì em mới làm chứ. Chưa dọn xong lẽ ra không nên làm được. Chưa có điện đó. Nhưng mà tao đợi tới đây. Rất là đẹp. MT30 nha. Đang dọn nha mấy bác nha. Mấy bác thông cảm một chút. Có mẫu không? Con này chạy 964 giờ. Có gọi đâu nhưng mà thường đăng theo cái mẫu á. Đấy. Đợi tí lại. Rất là đẹp nha. Con máy cực kỳ đẹp luôn ạ. Bác yên tâm. Và sẽ mở nốt cái nắp cabo này ra cho mấy bác coi heo bếp của em. Bếp kim ba bác nha. Bếp kim nha. Cục cơ 4 máy bếp kim luôn. Két nước còn đẹp luôn. Đây còn rất là đẹp nha. Còn một tay.
đang dọn nha. Đấy, bác nào chốt được thì bên em sẽ lắp ráp đầu vô đó hết là cho em nó lên được. Dọn lại những khâu cuối cùng. Sao? Nổ chứ, cũng không nổ. Con này thì nổ thì bài rồi. Để đây em test nổ. Lửa đây. Nổ được, nhìn đấy. Coi chạy kìa. Được chưa? Mất tua rồi đó. Rồi, rất là đỉnh. Nổ luôn à? Rồi, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồng mặt tay 30. Mấy con rất là đẹp nha. Từ lọc liếc mọi cái luôn.